Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vận may từ cách ăn số 7. Theo tiên sinh Osawa, ăn số 7 là ăn 100% hạt cóc và uống nước ít như có thể. Đối với người Việt, số 7 là 100% gạo nước muối mè. Số 7 là một trong 10 cách ăn uống mà tiên sinh đã lập ra từ âm 3 đến số 7. Nếu các bạn áp dụng ăn số thấp mà không cải thiện sức khỏe thì các bạn chọn ăn số cao hơn. Số 7, số cao nhất là cách ăn đơn giản nhất, dễ nhất và khôn ngoan nhất. Nếu các bạn đang ăn số 7 thì không cần sử dụng bất kỳ trợ phương nào trong việc tự chữa bệnh. Trong những trường hợp áp dụng trợ phương cho người bệnh, tiên sinh vẫn chú trọng cho người bệnh ăn số 7 là chính. Như vậy, tiên sinh thể hiện rõ ràng rằng số 7 khôi phục sức khỏe tốt nhất và khôn ngoan nhất cho người bệnh. Số 7 đã khôi phục được sức khỏe của người bệnh, thì số 7 sẽ duy trì và nâng cao được sức khỏe của người bình thường. Bằng chứng là nhiều người thực dưỡng, trong đó có tôi, không hề đi khám bệnh. Có người hơn 30 năm không cần uống một viên thuốc Tây, thuốc Đông nào. Bản thân chúng tôi đã ăn số 7 trong một thời gian. Trong 9 năm thực dưỡng thì chúng tôi ăn số 7 trong 6 năm tổng cộng. Trong đó có đợt chúng tôi ăn số 7 liên tục 3 năm liền, từ rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013 đến rằm tháng Giêng của năm Bính Thân 2016. Còn lại thì chúng tôi ăn theo từng đợt 1 tháng, 3 tháng hoặc là 4 tháng. Khi viết những dòng này là ngày 15 tháng 4 năm 2017, chúng tôi đang ăn lại số 7 được 1 tháng rồi. Trong đợt này thì chúng tôi áp dụng nhai kỹ hơn, một muỗng cà phê cơm lứt nhai khoảng 200 lần. 10 ngày trước thì chúng tôi dành 5 ngày liên tục để nhai 500 lần cho một muỗng cà phê cơm lứt. Một trải nghiệm quý báu và đáng nhớ. Khi nhai đến 300 lần là cơm trong miệng có vị ngọt rất dễ chịu. Nhai đến 400 lần miếng cơm có vị ngọt dịu rất ngon. Đây mới là thượng vị của các thức ăn. Vị này khác biệt hoàn toàn với các loại thức ăn khác và không thể tìm vị này ở các loại thức ăn khác. Và đến lúc này rồi thì lại không muốn nuốt mà muốn giữ lại vị nhai hoài để thưởng thức vị ngọt tuyệt vời này. Khi chúng ta chạm được thượng vị của miếng cơm thì ký ức liền khắc ghi về những lần sau nhắc chúng ta là phải nhai nhiều như vậy. Giống như một dấu ấn không phai của mối tình đầu suốt cuộc đời không thể nào quên. Mỗi khi ăn là tự động nhai nhiều, không chịu nuốt, không cần phải ép buộc nhai. Vị của miếng cơm ngon nhất nằm trong khoảng nhai từ 400 cho đến 600 lần. Từ 400 lần thì chúng tôi tự cho phép nuốt từ từ cho đến 500 hoặc 600 lần để thưởng thức thành quả lao động của răng và hàm. Nếu nuốt nhanh thì không cảm nhận hoàn toàn vị ngon của miếng ăn. Nhớ vừa nhai vừa nghiền thì lớp cám của hạt cơm mới thấm nghiền nhanh hơn. Nhai đến 150 cái thì nghiền miếng cơm rồi. Tiếp tục nhai cho miếng cơm thành nước, đồng thời dùng lưỡi đảo cơm để nhai đều và để lưỡi chạm được vị ngọt của miếng cơm này. Vừa đảo lưỡi, vừa cảm nhận miếng ăn trong miệng thì mới cảm nhận được vị ngon ngọt của miếng ăn. Thực hiện nhai nhiều như thế này thì ăn số 7 bao lâu cũng được mà không ngán. Chúng tôi mất 4 phút để nhai 500 lần. Tốc độ nhai của chúng tôi hơi nhanh, chắc do chúng tôi thường xuyên ăn số 7. Người khác phải mất 5 phút hoặc nhiều hơn. Mỗi ngày thì chúng tôi ăn 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Mỗi bữa chúng tôi ăn 1 chén hoặc là 1 chén rưỡi cơm lứt và mất khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi. Một chén cơm có khoảng 15 đến 17 muỗng cà phê cơm. Ăn cơm xong bụng cảm giác nhẹ nhàng như chưa ăn gì. Cơ thể rất thoải mái, không buồn ngủ như thời chưa theo thực dưỡng, ăn xong là buồn ngủ ngay. Ăn xong mà buồn ngủ là thức ăn đó không phù hợp đối với cơ thể và làm cơ thể thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Có vài lần chúng tôi thử nhai 1.000 cái cho một miếng cơm và cảm nhận rằng là miếng cơm có phần nhạt hơn từ lần nhai thứ 800 vì nước nhiều quá buộc phải nuốt bớt một ít. Chúng tôi đã thử nhai cơm không chỉ cơm thôi, rồi nhai cơm với muối mè, muối hoặc là tương tamari. Nhận thấy rằng nhai cơm với muối mè là ngon nhất, vừa thơm vừa dịu ngọt. Tỷ lệ muối mè được áp dụng là 1 muối 25 mè. Một chén cơm bỏ vào khoảng 2-3 muỗng cà phê muối mè. Nhai cơm không cũng ngon, ban đầu cảm giác nhạt nhạt nhưng sau đó tạo ra vị ngọt thanh. Nhai cơm với muối hoặc tương tamari tạo ra vị ngọt đậm đà và lúc mới nhai không có cảm giác miếng ăn nhạt. Nếu miếng cơm hơi mặn sẽ tạo ra vị ngọt có pha một tí đắng đắng. Sau 9 năm ăn theo thực dưỡng, tôi có thể tự tin về sức khỏe của mình. Và 9 năm qua tôi không hề nhờ tới bác sĩ mà tự điều chỉnh cơ thể bằng ăn uống. Những chứng bệnh ngày xưa như là suy thận, đau lưng, viêm mũi dị ứng, đau bao tử, rối loạn tuần hoàn não, đau đầu, giảm trí nhớ, di chứng liệt dây thần kinh số 7 hay bị cảm lạnh bây giờ cũng không còn nữa. Còn về tư duy thì thực dưỡng giúp chúng tôi suy nghĩ sáng suốt hơn, nhanh hơn, giúp trí nhớ phục hồi. Khi sáng suốt giúp giải quyết các vấn đề về con người thấu tình đạt lý, luôn suy nghĩ theo hướng tích cực và luôn chọn cái tốt hơn để làm. Chúng tôi có công ty chuyên về tư vấn du học và đã kinh doanh ngành này gần 15 năm, nhưng bây giờ không còn quan tâm đến nó nữa. Hiện tại chúng tôi chuyển sang kinh doanh ngành thực dưỡng vì nghĩ rằng nó có lợi cho nhiều người hơn, sống và có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Về sự nghiệp, chúng tôi đã chọn được công việc có ý nghĩa và bền vững. Chúng tôi xây dựng nên hệ thống nhà hàng thực dưỡng Khai Minh, phục vụ các món ăn đa số chế biến từ gạo lứt và cung cấp thực phẩm dưỡng sinh theo tiêu chuẩn thực dưỡng chay, nghĩa là chúng tôi chú trọng sử dụng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và tuyệt đối là không sử dụng bột ngọt, bột nêm, đường, chất bảo quản hoặc hóa chất trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.
không sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Hàng ngày chúng tôi rất thích thú với công việc này và trọn đời khó bỏ được. Với gia đình, cả nhà chúng tôi đều ăn theo thực dưỡng, bao nhiêu năm thực dưỡng là theo bấy nhiêu năm không đi bệnh viện hoặc là nhờ bác sĩ chữa trị. Khi chưa ăn thực dưỡng, con tôi phải đi khám bệnh một tháng vài lần, giờ tôi cũng thế, hưởng được cuộc sống không bệnh tật là một hạnh phúc. Vợ chồng có hơn giận nhau thì không qua 5 phút cũng làm hòa. Vợ tôi thường nói cuộc đời không có bao nhiêu, yêu thương còn không đủ lấy đâu đi giận hờn. Tôi hay nói với mấy anh em thực dưỡng, nếu không có vợ tôi thì tôi chỉ là người ăn thực dưỡng thôi chứ không thể có nhà hàng về thực dưỡng. Đúng vậy, vì vợ tôi là người đầu bếp chính của chủ nhà hàng. Cô ta tự mày mò và cần mẫn học nấu các món ăn theo thực dưỡng. Cho đến bây giờ vợ tôi đã xây dựng nên thực đơn hơn 50 món ăn thực dưỡng rồi. Về mặt tinh thần và tâm linh thì tinh thần vui nhiều hơn buồn, thương nhiều hơn giận, thông cảm nhiều hơn là trách móc, hiểu nhiều hơn về tự nhiên, về triết lý âm dương. Cuộc sống là sự cộng sinh của vạn vật muôn loài. Cuộc sống hiện thời chỉ là một sân ga trên chuyến hành trình bất tận. Làm sao biết được sân ga kế tiếp là ở đâu và như thế nào? Đó là thách thức lớn của chúng tôi cũng như của quý vị. Tại sao con người ăn số 7 thất bại? Nói đúng hơn là họ thất bại khi không còn ăn số 7, nhưng lại đổ thừa cho ăn số 7. Trong thời gian ăn số 7, người ăn không bị gì cả mà còn tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi không còn ăn số 7 nữa nghĩa là ăn thêm các thức ăn khác. Ăn ít thì không sao, nhưng ăn nhiều một lúc sẽ gây hại cho cơ thể. Vậy tại sao nhiều người trong xã hội ăn rất nhiều thứ? Họ có bị sao đâu. Không phải họ không sao, mà do bạn không biết. Nhìn vào số lượng bệnh nhân trong bệnh viện, nhìn vào những chứng bệnh họ mắc là biết ngay họ có sao hay không. Ví dụ như người không biết uống rượu mà cho họ uống hết một cốc rượu một lúc là nguy hiểm đến tính mạng của họ ngay. Nhưng cho họ uống mỗi ngày một ít thì một thời gian sau họ có thể uống hết một lít rượu mà không say. Trong lúc ăn số 7, cơ thể mình được sạch sẽ, các đèn báo hiệu nguy hiểm phục hồi. Chỉ cần một lượng nhỏ thức ăn không phù hợp vào cơ thể là đèn báo hiệu nhấp nháy cảnh báo ngay. Chẳng hạn như bạn sẽ bị mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, tê nhức. Khi bị cảnh báo như vậy, họ tưởng nhầm cơ thể bị suy yếu. Người khác ăn không sao, mình ăn có một chút mà bị như vậy, nên đâm ra nghi nghi ngờ ngờ mà bỏ cuộc. Nhưng cũng sẽ có những người họ không có chú ý đến những cái dấu hiệu cảnh báo này và tiếp tục đưa thực phẩm không tốt vào cơ thể, nên bệnh sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Chúng ta phải cảm ơn đèn báo hiệu, sự nhạy cảm của cơ thể vì giúp ta thoát được những nguy cơ rình rập. Chúng tôi thường mong ước được ăn số 7 dài hơn và giá như được theo thực dưỡng sớm hơn. Đây là may mắn trong cuộc đời của mình. Ha ha ha, 问什么的说